Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh âm thanh BMT Củ Chi. Hôm nay mình có vài món đồ lẻ lẻ đăng lên bán nha anh em. Phân tầng lo gời, bát gời, chép gời. Đầu tiên là lên một cặp phân tầng Cali, California. Lo này là mặt này là 3 đường tiếng, mạch lọc, mạch phân tầng, có luôn cái trạm lo nha anh em. Thì hàng tháo thùng, tháo lo ra, có sao mình bán vậy. Thì đồ này nó rất là bền. Đó thì anh em về lắp ráp và phục hồi nó lại thì mình sử dụng nha anh em. Ví dụ như là tụ nè, mấy con tụ này vẫn còn hát, nhưng mà mình về mình muốn thay thì mình kiếm tụ tương đương mình thay nha anh em. Nè 100V 3.3 100V 3.3 UF đó, 3.3 anh em, tụ 3.3 UF đó, thì anh em muốn thay thì thay, còn không thay thì nó vẫn hát bình thường. Nè 2.2 UF nè, là màu bộ mạch này là có model là CL362K. Một cặp này giá 160.000. Anh em nào mua thì liên hệ mình ăn. Hôm nay về phân tầng Cali đó, có luôn cái trạm này anh em, trạm của cái đu lo. Anh em về độ chế nâng cấp cho lo nhà của mình, gắn được 3 đường tiếng, 1 bát và 2 tép ha. Rồi cặp này 160.000. Giá này là chưa bao gồm phí ship, luôn dây nhợ của em nói nha anh em. Tình trạng là nguyên một combo như thế này là 160.000 đồng. Hàng cũng còn ok nha anh em. Rồi tiếp đến là một bộ phân tầng khác. Phân tầng tiếp theo là của hàng có hiệu gì không đây? Để mình xem nha, phân tầng này cũng gấu nha anh em. Có luôn cái trạm ga lo ha. Phân tầng có chữ là THL, có bóng đèn luôn. Coi này có đặc điểm gì không? Thì dây này là người ta cắt ngang hết rồi anh em ơi, cắt ngang ha. Thì về mình độ chế nghiên cứu, mình lắp phim cho nó hát lên nha anh em. Tình trạng là mạch nguyên zin ha, chưa hay, chưa lai, chưa nổ, chưa sửa cái gì đó. Gồm hai cụm cảm nè, hai con tụ nè, và hai con điện trở, và ở đây kèm một cái bóng đèn đó. Mạch phân tầng lọc tiếng nha anh em. Có bóng đèn này nó cản chống cháy cho lo chép anh em ơi. Đây trạm lo luôn nha, trạm lo trạm đồng luôn nha. Rồi cặp này 180.000. Tình trạng là còn zin đẹp nha anh em, này cũng 3 đường tiếng á, hai cụm cảm, hai con tụ và hai con điện trở đó, có luôn cái đèn. Bóng đèn này tim còn nghe anh em, chưa đứt nha. Đèn này đèn của xe máy người ta gắn qua để nó cản chống cháy, chống đứt lo chép không. Mạch còn đẹp nha. 180.000 đồng cho cặp phân tầng có bóng đèn nha anh em. Cặp này 180.000 đồng, giá này là chưa bao gồm phí ship, và hàng anh em mua thì anh em chịu khó chuyển tiền trước giùm em nha. 180.000 đồng cho cặp phân tầng kèm luôn cái đuôi này ha, cái đuôi ga lo. Rồi sản phẩm thứ hai đã qua đi, tiếp đến em lên bốn con chép Cali đây. Tình trạng nè, cặp này zin đẹp hát tốt ha. Rồi cặp bên đây, một chiếc này xấu hát tốt. Xấu là sao? Là nó bị gách màng. Gách màn giá rồi lại nhìn thấy hơi xấu nha anh em, nhưng còn hát bình thường. Còn chiếc này đứt không hát nha anh em, chiếc này còn đẹp, zin chưa sửa, đứt không hát đó. Bốn chiếc rồi, bây giờ mình sẽ test mấy chiếc này cho anh em và báo giá nha. Bốn chép Cali nha anh em. Rồi anh em xem mà hay thích hay cần thì mua ủng hộ nha anh em ơi. Đây hát nha. Rồi để mình mở lớn lên tí xíu. Anh em nào cần lo chép rồi thì chúng ta mua nha. Đây một chiếc nè, chép Cali hát rất là sáng nha anh em, chép Cali hàng công ty. Rồi một chiếc, chiếc thứ hai nha. Lo chép Cali này sườn còn đẹp nha anh em. Tí tách tiếng rất là thánh thoát nha. Này chúng ta về thay thế rất là đơn giản. Rồi hai chiếc này gin hết tốt nha.
Và đặc biệt là sườn còn đẹp nha anh em, sườn nó còn bóng mồng luôn nè, sườn còn bóng lưỡng đen thui luôn, không xét nha. Rồi rồi chiếc thứ ba, chiếc thứ ba, chiếc này hình như không hát anh em ơi, chiếc này bị đứt à nè, chiếc này bị đứt ha, thì mình bán luôn, anh em nào cần thì chúng ta lấy về chúng ta quấn lại hoặc là làm gì thì làm, mình bán giá cũng phải chăng cho anh em ha. Rồi chiếc này xấu còn hát nha anh em, xấu màng nha, nhưng mà lo zin nha, cái mũi chưa khui chưa sửa nha. Rồi hết bài nhạc anh em ơi. Đó, qua bài nhạc này hát bình thường nha. Đó. Rồi tình trạng là ba chiếc còn hát, một chiếc không hát, thì bốn con này có giá là 160.000 đồng. Đó, cái này mình sẽ ghi giấy nha. 160.000 đồng cho ba con chép còn hát và một con chép không hát nha anh em. 160.000 đồng. Chép này kali xịn, chúng ta hay hế vô lo là hát rất là hay nha. 160.000 đồng. Đây. Đó, chép nè. Bốn chép. Đó, bốn chép. 1 6 10 k. Đó, bốn con này thì ba con còn hát nha anh em. Anh em về thấy mà thích thì cần thì mình mua ủng hộ em nha. Đó, bốn con này 160k, chuyển tiền trước và không bao ship. Thì anh em thấy nhắm được thì mình mua ủng hộ cho shop nha anh em. Rồi tiếp theo là mình sẽ lên tiếp tục là một cặp lo này cũng xấu anh em ơi. Lo trung giá ve chai nha. Lo trung tình trạng là lo gin, viền nó hư, viền hư còn hát. Lo trung nha, lo trung này để chờ mình lấy cái thước đo. Rồi đây, cây thước đây. Bát này là bát 10 lo 14 mấy nha anh em. Đây, 14.5 ha. Lo này lo lời 14.5. Đó. Từ nó cũng đậu. Từ là từ 70 nha anh em. Đó. Lo 14 năm từ 70. Rồi bây giờ tiếp cho am hát ha. Cặp này tình trạng lo zin màng cái viền bị gách anh em, về hai viền nha anh em. Cặp này giá chỉ 80k. Rồi chờ mình tí xíu có luôn con tụ nha. À, hát nha. À, có tụ cản sẵn luôn, chúng ta về nói vô thôi. Đó. Cặp này 80.000 thôi nha anh em. Cặp này thanh lý gió ve chai cho anh em á. 80.000 đồng có ngay cặp lo còn hát luôn. Chúng ta về thay viền ha. Chịu khó thay viền anh em ơi. Hoặc để như thế chúng ta giá cái viền lại xài vẫn được nha. Đó. Rồi cặp này còn ra tiếng hát luôn ha. 80.000 đồng cho cặp lo trung là 14.5 từ 70 nha. Rồi tiếp theo lên một con súp. Con này súp 430 từ chống nhiễu sắt 7 màu. À, lo này lo chế cháo nha anh em. Lo này chúng ta chế cháo làm gì làm nè, bát đường kính là 13 cm. À, đường chéo coi. Đường chéo là 14.5. À, 14.5 hơn tí xíu nha anh em. Từ là 75. À. Từ 75 nha anh em. Rồi, test chắc âm. Con này hát tiếng cũng rất hay nha anh em. Anh em về độ chế làm gì thì làm á. Chiếc súp này tình trạng mũi nè, mũi mớp tí xíu, cái viền có một cái lỗ nha anh em.
Đó. 100.000 đồng cho chiếc súp này. Đó, 100.000 đồng cho chiếc súp 7 màu còn hết lô zin cho anh em. Đó, chiếc này 100.000 đồng. Anh em nào ưng ý thì liên hệ mình nha. Rồi, cái này ghi giá luôn, 100k. Đó. 100k cho một chiếc này nha anh em, hàng là chuyển tiền trước và không bao ship nha quý anh em. Đó, súp 7 màu còn đẹp hát bình thường. Rồi chúng ta về độ chế lo chung làm gì thì làm ha, một chiếc một à. Rồi tiếp theo cặp Kali đẹp nha anh em. Đó thì nguyên một bộ lo của em nó đó. Mình phân ra mình bán lẻ, ai cần thì mua, ai cần món gì thì mua món đấy ha anh em, chứ không có bán combo hết như mỗi lần ha. Đây, lo California chính hãng, hàng này là lo còn đẹp nha. Màn mũi găng viền đẹp, chữ đồ nó còn sáng láng hết trơn. Đây. Đó, và cái dòng Kali là tiếng nó hát hay nha anh em, và con nó con 38 35 luôn nha. Con này là con 38 luôn nha anh em, con lớn luôn ha. Con lớn, nó công sức khỏe luôn. Rồi đo kích thước chuẩn cho anh em nè, bass 20 nha anh em. Từ là 100 nha anh em. Rồi. Bass 20 từ 100, hàng Kali hấu phòng nguyên zin nha. Rồi bây giờ test chắc âm nha. Đó. Đánh rất là êm máy nha anh em. Rồi một chiếc nè. Rồi tiếp theo mình sẽ test chiếc còn lại luôn. Đây hai chiếc. Chiếc này tình trạng cũng đẹp lan can y chang chiếc kia nha. Màn nhúng nha anh em, tiếng ra sáng nha, hát bình thường. Đó quá đã. Rồi cặp lo bass Kali 20 này, bass 20 này có giá là 280.000 đồng. 280.000 đồng cho cặp lo này nha anh em. À, anh em nào cần thì có thể liên hệ mình ủng hộ nha. Giá không bao ship, mua hàng chuyển tiền trước giùm em nha anh em ơi. Đó. Này bass Kali ha, một cặp. Đó, một cặp đúng zin em nó luôn ha, giá là 280k nha anh em á, chỉ có một cặp duy nhất nha anh em. Rồi anh em nào cần thì có thể liên hệ đặt ha, cặp này lo ngon nha anh em, lo ngon giá tốt nha. 280k không bao ship, hàng không bao ship nha anh em. Rồi tiếp theo là lên một cặp bass này, bass sửa lại rồi nha anh em, hàng này là của Ariran nha, Ariran Bass 25 nha. Rồi tình trạng quay cho anh em xem đây. À, tình trạng nè, lo sửa hay viền. À, lo sửa hay viền. Nhưng mà còn hát nha anh em, lo đã qua sửa chữa còn hát Bass 25. Rồi bây giờ mình đo kích thước. Này một cặp luôn nha anh em. Đây, đó, bass 25 26 này anh em ơi. 26 á. 26. Rồi bass 26 nha, cái này từ đôi nha anh em, từ kép hai từ luôn nha. Đây. Đó, hai từ. Này Adidas TSE T2. Adidas TSE T2 nha anh em, hai từ ha. Đó, lo đã qua sửa chữa nha anh em, thay găng nè, thay găng mũi khui làm rồi ha. Rồi bây giờ em sẽ test. Đó, cặp này bass 25 anh em nào cần thì liên hệ mình, hàng này hàng công ty xịn của Adidas, không được zin thôi còn hát.
còn hát nha anh em. À, một chiếc nè. Thì tình trạng lo này đã qua sửa chữa, nhưng mà được theo mình biết là lo này con nó còn zin nha anh em, con còn zin chưa hay nha. Rồi, test tiếp chiếc còn lại nha. Lo này là con lo là còn zin chưa hay, người ta móc dây con là hơi nha anh em, con nó còn zin là con 4 lớp á. Chưa hát bình thường nha anh em. Rồi mình sẽ dặn lớn thêm tí. Đó, dặn lớn. Rồi mình sẽ test lại cái chiếc kia luôn nha, test công suất lớn luôn nha anh em. Hàng là còn hát công suất lớn được nha. Đó, thì cặp này giá là 300.000 đồng, tình trạng lo sửa đã qua sửa chữa nhưng mà còn hát hoạt động bình thường nha anh em. Đây, chắc mình để ở đây qua. Đây. Cặp lo Adirang này Bass 25. Đó, lo là mình quảng cáo như cái hình ảnh như thực tế luôn ha. Anh em nào xem qua mà thấy chơi được thì liên hệ mình. 300.000 Bass 25 lo Adirang xịn nha anh em, đã qua sửa chữa một cặp luôn. Rồi clip thì mình lên như thế, anh em nào cần món nào thì liên hệ mình đặt hàng món đó nha anh em ơi. Không mấy chúng ta có thể chụp hình món hàng và chúng tôi gửi tin nhắn trên Zalo thì em báo cho anh em sẽ nhắn tin và trả lời sớm nhất có thể. Rồi clip em quay tới đây kết thúc. Chân thành cảm ơn anh em đã xem video. Bye bye.